Đấy, cho nên các cháu cùng như ông đi xem thợ đổ dầm, cốt pha dầm nhé. Đổ dầm cốt pha, đổ dầm móng nhà máy bếp nhé, dầm móng nhà bếp nhé. Đây là đổ dầm móng bếp, dầm móng nhà bếp. Thank you.
nhưng xe này cây đổ hơn này. Đúng nhớ xem lên ai hấp dẫn nhớ bấm mạnh của ông nha, còn lại mình sẽ xin chào nhé.